Xin chào quý vị các bạn đã đến với tin lòng bóng đá ngày 5 tháng 12 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự chuẩn bị của câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Ural Red Diamond ở lượt cuối cùng của đấu trường FC Champions League năm 2023-2024. Tôi chơi trên sân nhà và cũng là trận cuối cùng của trận bảng Champions League. Thì mục tiêu của chúng tôi không có gì khác, đó là để chia khán giả và chúng tôi sẽ cùng với một trận đấu đẹp mắt, làm sao mà cân đối được đối thủ cũng như các cầu thủ để chúng tôi tiếp tục trong cái chặng đường V-League sắp tới. Và chúng tôi hứa sẽ cố gắng có một trận thi đấu đẹp mắt và cống hiến để làm sao để làm hình ảnh bóng đá Việt Nam đẹp trong mắt ở đấu trường châu Á. Ở mùa giải hôm nay thì lực lượng của Hà Nội thực sự là điểm so với đá trên ba mặt trận và cả khu quốc gia nữa thì chúng tôi thực sự là rất là mong. Và bên cạnh đấy thì có những cầu thủ đã bị chấn thương rồi bị thẻ phạt và chúng tôi đã thi đấu di chuyển rất là nhiều. Chúng tôi phải không có nhiều thời gian để chúng tôi được nghỉ ngơi, chính vì vậy mà làm sao để sắp tới đây ban huấn luyện cũng sẽ trao đổi và đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Nhưng khả năng thì chúng tôi chắc chắn chúng tôi cũng phải để cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi để thay thế toàn cầu thủ trẻ. Và tôi nghĩ là các cầu thủ trẻ thì họ cũng luôn sẵn sàng. Vì ở Hà Nội thì những cầu thủ trẻ cũng đều là trong nhiều đội tuyển, và họ luôn sẵn sàng để đáp ứng được cái yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin liên quan đến hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Cầu thủ này được xem là của hiếm của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dấu hiệu tuổi tác cũng chấn thương đã khiến cho anh gián đoạn rất nhiều trong sự nghiệp của mình. Trọng Hoàng không may dính chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Quảng Nam ở cuối hiệp 1 trong trận đấu trên sân Vinh tại vòng 4 V-League 2023-2024. Hậu vệ kỳ cựu này không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân từ trước khi hiệp 1 khép lại. Sau trận đấu, huấn luyện viên Như Thuật tiết lộ chấn thương của Trọng Hoàng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất của Bóng Đá Plus, sau khi chụp chiếu, Trọng Hoàng được xác định bị giãn dây chằng, cần nghỉ ngơi khoảng 4 đến 6 tuần mới có thể tập luyện trở lại. Đây rõ ràng là tin không mấy vui vẻ của Sâm Lam Nghệ An. Trọng Hoàng mới chỉ trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương cơ. Chấn thương này cũng đã khiến Hoàng Bò vắng mặt trong 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2023-2024. Hậu vệ kỳ cựu này mới vào sân thi đấu kể từ hiệp 2 trong trận Sâm Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp tại Cúp Quốc gia. Việc Trọng Hoàng chấn thương được xem là tổn thất cực lớn đối với đội bóng xứ Nghệ. Hậu vệ 34 tuổi được xem là thủ lĩnh tinh thần và là trụ cột quan trọng bậc nhất của Sâm Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Trước đó, Sâm Lam Nghệ An cũng đã không có sự phục vụ của trung vệ trẻ Hồ Khắc Lương vì chấn thương đứt dây chằng gối. Tại V-League 2023, Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu 17 trên 18 trận với 1.356 phút cho Sâm Lam Nghệ An. Tuy nhiên, tại mùa giải này, người không phổi mới chỉ có 45 phút ra sân cho đội bóng xứ Nghệ. Đây là điều bất lợi lớn với Sâm Lam Nghệ An khi trong đội hình gồm nhiều gương mặt có tuổi đời còn quá trẻ, rất cần những đàn anh có nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin liên quan đến tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Hiện tại có rất nhiều tin đồn liên quan đến bến đỗ của cầu thủ này sau khi Yokohama FC của anh xuống hạng dưới League 2. Yokohama FC, đội bóng của Công Phượng phải xuống chơi ở J-League 2 mùa giải năm sau. Trước vòng đấu cuối diễn ra chiều ngày 3 tháng 12, Yokohama xếp cuối với 29 điểm, kém đội xếp trên Kashiwa Reysol 3 điểm, hiệu số bàn thắng kém đối thủ 12 bàn. Cơ hội trụ hạng của Yokohama gần như không có, nhất là khi họ phải gặp đội bóng mạnh Kashima Antlers. Thực tế, Yokohama không thể tạo ra bất ngờ nào. Họ sớm để đối thủ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 bằng các pha lập công của Suzuki và Matsumura. Yokohama có bàn thắng danh dự ở phút 63 nhờ công của Caprini sau cú sút xa từ cự ly gần 30m. Thầy trò huấn luyện viên Suhei Yamada không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thua trận đấu thứ 19 sau 34 vòng đấu ở J-League 1. Với kết quả này, Yokohama chính thức xuống hạng ở mùa giải năm nay. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Yokohama rớt khỏi J-League 1 kể từ khi thành lập vào năm 1998, hai lần trước đó vào năm 2007 và 2021. Đây cũng là tin buồn với cá nhân tiền đạo Công Phượng. Chân sút sinh năm 1995 gia nhập Yokohama với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, Công Phượng không một lần được câu lạc bộ đăng ký thi đấu sau 34 vòng đấu ở J-League 1 năm nay. Anh chỉ có 2 lần được đăng ký tại J-League Cup với một lần vào sân từ ghế dự bị ở phút bù giờ hiệp 2 trận thua Nagoya Grampus 2-3 vào ngày 5 tháng 4. Công Phượng còn 2 năm hợp đồng với Yokohama và sẽ có lần thứ 2 thi đấu tại J-League 2. Sau khi Yokohama xuống hạng, giới chuyên môn đặt ra vấn đề Công Phượng nên về V-League chơi bóng hay tiếp tục ở lại Nhật Bản. Tuy nhiên, lựa chọn tiếp tục ở lại gắn bó với Yokohama có khi lại tốt cho Công Phượng. Khi xuống chơi ở một hạng thấp hơn, Công Phượng sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn bởi các đối thủ chắc chắn chất lượng không bằng. Hơn nữa, trong thời gian tới có thể nhiều cầu thủ giỏi của Yokohama cũng sẽ tìm biến đội mới. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Công Phượng so với mùa giải vừa qua. Tất nhiên, cơ hội được chơi bóng thường xuyên sẽ lớn hơn nhiều với tiền đạo sinh năm 1995. Nhưng vấn đề còn lại là Công Phượng phải chứng tỏ được bản thân để được trao cơ hội thi đấu nếu tiếp tục ở lại Yokohama. Với những động thái im lặng trong thời gian qua, dường như Công Phượng đang rất quyết tâm muốn tiếp tục gắn bó với Yokohama. Chân sút gốc Nghệ An nhiều khả năng sẽ làm lại cùng đội nhà ở J-League 2. Ở
Ở vòng 4 V-League 2023-2024, ba câu lạc bộ của thủ đô Hà Nội đều phải nhận thất bại. Cụ thể, Thể Công Viettel thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 0-2, Hà Nội FC thua Bình Định 0-1, trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội để Hải Phòng vượt qua với tỷ số 3-1. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm ba câu lạc bộ của Hà Nội mới lại cùng thất bại trong một vòng đấu của V-League. Lần gần nhất xảy ra điều này là vòng 8 V-League 2011, khi Hà Nội TNT, Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB đều để thua. Khi đó Hà Nội TNT thua Đồng Tháp 1-3, Hòa Phát Hà Nội thất thủ 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lai. Còn Hà Nội FC để thua Khánh Hòa 0-1. Mùa giải trước, ba câu lạc bộ là Hà Nội FC, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng như Thể Công Viettel chơi rất tốt và sở hữu ba vị trí cao nhất của giải đấu. Tuy nhiên ở mùa giải 2023-2024, cả ba đội đều có những khởi đầu khó khăn. Sau 4 vòng đấu, Hà Nội FC tạm xếp thứ 10 với chỉ 3 điểm, Thể Công Viettel có 5 điểm tạm xếp thứ 8, trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội có 7 điểm xếp thứ 4 nhưng đã bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa 5 điểm. Thông tin này cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày 5 tháng 12 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.